Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía vị trí đường để đi vào trong ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy là đường rất là rộng, hai xe ô tô tránh nhau và ở trong khu vực dân cư ở rất là đông. Ngôi nhà thì có hướng chính là hướng Đông Nam, được thiết kế xây dựng là bao gồm 4 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 450 triệu đồng. Sau đây thì mời mọi người tham quan và xem chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy là đường trước nhà là rộng 2,5m, cách đường ô tô đi chỉ khoảng tầm 15m. Diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30m² và diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 là xấp xỉ 35m. Toàn bộ hệ thống mặt tiền của ngôi nhà này đều đã được ốp bằng gạch granite. Toàn bộ hệ thống cửa sổ cũng như là cửa chính là đều đã được hoàn thiện xong hết. Cửa sổ là sử dụng là bằng cửa nhôm kính, cửa chính là sử dụng cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa inox, cửa xếp và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính, cửa nhôm hệ cao cấp. Sau đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Ở ngay phía bên sau cửa đây là chúng tôi thiết kế là khu vực là dùng để đặt tủ giày hoặc là để dép. Tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một khu vực để xe và một nhà vệ sinh. Ở phía bên trong đây là khu vực phòng khách, mọi người có thể nhìn thấy là ngôi nhà có mặt thoáng và có cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy không khí và ánh sáng cho toàn bộ cái căn phòng phía bên trong. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là hệ thống gạch lát nền là đều đã được hoàn thiện xong hết. Và đây là cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng 1. Nhà vệ sinh được thiết kế là bao gồm là bồn cầu, lavabo, gương soi cũng như là hệ thống vòi xịt và vòi rửa là đều được hoàn thiện xong hết. Và phía bên trong tầng 1 là sẽ có thêm cả một máy bơm nước dùng để bơm nước tổng cho nên toàn bộ ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của tầng 1. Đấy, không gian của tầng 1 rất là rộng, rất là thoáng. Tiếp theo đây là cái khu vực cầu thang để đi lên. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là chất liệu là bằng gỗ lim nam phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp và một phòng sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình. Toàn bộ ngôi nhà thì là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Mọi người có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đây là khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Thiết kế tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ thịt. Toàn bộ hệ thống đá ốp bếp cũng như là mặt bếp này đều được sử dụng hoàn thiện và sử dụng là những vật liệu cao cấp rất là đẹp. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox 304. Tiếp theo đây là ở phía bên ngoài của phòng sinh hoạt chung, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ hệ thống sơn tường cũng như là hệ thống phào chỉ trang trí này đều được chúng tôi hoàn thiện xong rồi. Đây là phòng sinh hoạt chung, mọi người có thể sử dụng là phòng tiếp khách chính hoặc là cũng có thể là sử dụng là phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung toàn bộ gia đình. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống cửa kính cũng như là hệ thống ống chờ, hệ thống đèn LED, hệ thống đèn chiếu sáng. Sử dụng gạch lát nền là gạch vân gỗ kích thước 60-60, men mát. Ở phía phòng sinh hoạt chung này và tầng cầu thang là sẽ có một cái vách gỗ để ngăn cách. Chúng ta có thể đặt các nọ hoa cũng như là decor để trang trí lên trên đây. Tiếp theo mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, chúng ta có thể thấy là thiết kế lệch tầng cho nên là cái cảm giác vào trong ngôi nhà, cái không gian nó rất là rộng, các phòng rất là đẹp. Toàn bộ các phòng đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Cũng đã hoàn thiện xong hết cái hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống để lắp truyền hình, lắp đặt TV. Tiếp theo đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài đây. Mọi người có thể nhìn thấy thiết kế hai phòng ngủ rất là vuông vắn. Chúng ta là có thể là kê được giường, tủ, bàn làm việc cũng như là bàn trang điểm rất là thoải mái. Nhà vệ sinh rất là rộng, đã được lắp đặt đầy đủ hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, liền khối, hệ thống sen vòi, lavabo cũng như hệ thống phụ kiện. Sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60, hàng loại 1. Gạch nát nền là kích thước là 30x30, chống trơn, men khô. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ,
một phòng vệ sinh và một khu vực sân phơi, khu vực giặt đồ. Tất cả các phòng ngủ của chúng tôi đều được thiết kế hệ thống cửa nhôm kính, hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống cửa mở ra để lấy ánh sáng và không khí. Nhà vệ sinh của tầng 4 và tầng 3 thì sẽ tương tự như nhau thôi, cũng đã được lắp đặt hoàn thiện xong hết tất cả những cái đồ đạc. Mọi người có nhu cầu thì là chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn. Tiếp theo ở ngoài đây là khu vực sân phơi. Mọi người có thể nhìn thấy là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn cũng như là cái hệ thống chuồng cọp. Gạch nát nền là sử dụng gạch nát nền sân vườn kích thước là 40x40. Khu vực xung quanh nhà thì khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Xung quanh nhà thì là có đầy đủ tiện ích như chợ, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, ủy ban nhân dân phường, điểm dừng xe buýt. Tôi xin nhắc lại một chút về thông tin của ngôi nhà này để quý khách hàng có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có vị trí là nằm tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 1,5 km, cách trục đường chính đường Quang Trung chỉ 150 m. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 30 m² và diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 đua ra là sắp xỉ 35 m. Thiết kế là 4 tầng, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.450.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn.